Thưa quý vị, theo báo cáo của Sở Y tế Kiên Giang, từ 19 giờ ngày 23 tháng 2 đến 19 giờ ngày 24 tháng 2, tỉnh Kiên Giang ghi nhận 98 ca mắc COVID-19, tăng 31 ca so với ngày hôm trước, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 lên 34.411 ca. 98 ca mắc mới là các trường hợp mắc trong tỉnh, trong đó có 77 ca cộng đồng, 21 ca trong khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Số ca mắc mới trong ngày ở các địa phương đơn vị trong tỉnh gồm thành phố Phú Quốc 16 ca, huyện Hòn Đất 14 ca, thành phố Rạch Giá 11 ca, huyện An Biên 8 ca, huyện Tân Hiệp 3 ca, thành phố Hà Tiên 3 ca, bệnh viện Đa khoa tỉnh 43 ca.